đến chuồng kia trả xe đây, đến chuồng kia trả xe đây. Kẹp ngọt quá, đến chuồng kia trả xe đây. Trả tiền đi. Ai mua game đây? 10.000 ba cây 10.000 đây. Ai mua kem đây? 10.000 ba cây 10.000 đây. Trời nắng như thế này mà có cây kem ăn mát cái mồm nhờ. À kem, kem. Hả? Kem đây đến liền. Kem đến đây. Cậu bé bán cho anh cảnh sát một cây kem dưa hấu đi. Ok. Wow. Thơm thế. Ngon. Anh cảnh sát. Cứ từ từ, để anh cảnh sát ăn kem. Anh cảnh sát. Cứ từ từ. Mất. Mất gì? Mất xe. Xe nào? Hả? Xe của anh cảnh sát đâu rồi? Đang trộm đó, nên lấy xe đi chạy hướng này rồi. Sao hồi nãy không nói cho anh cảnh sát biết? Em kêu rồi, anh cảnh sát cứ nói cứ từ từ. Tên trộm kia trả xe đây. Ôi anh cảnh sát trả tiền. Tên trộm kia trả xe đây. Tên trộm kia trả xe đây. Trả tiền đi. Kem ngon quá. Tên trộm kia trả xe đây. Trả tiền đi. Các bạn lấy được xe qua cảnh sát rồi các bạn. Bây giờ trốn đâu ta? À bây giờ mình trốn đi các bạn. Đó cảnh sát bắt được mình. Tên trộm kia trả xe đây. Mới thấy tên trộm đi hướng này mà sao giờ không thấy nữa. Ăn được cái kem mà mất cả cái xe. Kem ngon quá. Tên trộm kia anh cảnh sát mà bắt được á là biến tay anh đó. Kem ngon quá. Tên trộm đúng rồi, tên trộm đó rồi. Đi bắt tên trộm và kem chạy hết nước rồi các bạn ạ. À. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Tên trộm kia trả xe đây. Anh cảnh sát đâu rồi ta? À anh cảnh sát đằng kia rồi. Đi ăn kem mà không trả tiền còn chạy trốn nữa các bạn ạ. À. Anh cảnh sát kia trả tiền đi. Các bạn anh cảnh sát làm gì đủ là cấp để bắt được Hiếu đẹp trai này. Các bạn bây giờ mình sẽ bán xe lấy tiền đi chơi game nha các bạn. Tên trộm kia đứng lại. Không biết tên trộm nó chạy hướng nào nữa. Anh cảnh sát. Trả. Trả hả nè. À, không phải. Trả tiền cơ cảnh sát. Các bạn ơi mình bán xe qua cảnh sát các bạn mới có tiền đi mua điện thoại các bạn ạ. À. Điện thoại đó các bạn. Hào mà chơi game. Tiến lên em. Tấn công lên cho anh. Tiến lên. Tên cướp rồi, anh cảnh sát mà bắt được tên cướp á, anh cảnh sát cho một bài học nhớ đời đấy. À, các bạn ơi, tên cướp đang ngồi bấm điện thoại các bạn. Tiến lên anh em, tao không nói cho anh, tiến lên. Lại thua nữa rồi, tiến lên anh em, tiến lên. À, tên cướp đi rồi. Hả, anh cảnh sát chạy thôi. Tên cướp kia, trả xe đây. Anh cảnh sát kia, trả tiền kem đây. Tên cướp rồi. Tên cướp đâu rồi? Oh no. Anh cảnh sát đâu? À, anh cảnh sát đây rồi. Anh dám bắt quỳ của em đúng không? Trả tiền đây. Nè, sao em bám da như thế? Lần sau đừng có ăn quỳ nữa nhá. Anh cảnh sát làm gì đồ ăn cắp để bắt được mình? Tiến lên em, tao không nói cho anh. Tiến lên em. Tên cướp đây rồi. Anh cảnh sát đi về luôn. À